vậy thì chúng ta là cha mẹ, chúng ta là giáo viên, chúng ta cần gì? Chúng ta là cha mẹ, chúng ta là giáo viên, chúng ta cần gì? Điều gì quan trọng nhất trong gia đình của các thầy cô? Điều gì là quan trọng nhất? Xin hỏi thăm là trong gia đình các thầy cô có cái gì? Xin cho biết, hô lên đi, trong gia đình của các thầy cô có cái gì? Cho tôi biết đây có gì? Mấy mẫu cà phê? Cái gì nữa? Vài con hả? Vài con cà phê. Gì nữa? Không biết mình có gì à? Nồi nấu canh. Có nồi nấu canh hả? Chỉ có cái nồi nấu canh thôi. Như vậy phải thêm cái nồi nấu cơm nữa chứ. Có gì nữa? Trong gia đình có thể có trong nhà cái gì? Có giường, có chiếu, có tủ, có bàn, có kệ, đó là của cải. Có tiền. Ngoài ra còn có gì nữa? Có con cái. Gì nữa? Có vợ, có chồng. Gia đình cũng có vợ chồng là thành gia đình rồi đấy. Có con bò, con heo. Có con bò, con heo, đó là thuộc về của cải. Có xe gắn máy không? Cũng có luôn. Xin cho biết ở trong bốn cái chữ xe này trong gia đình chúng ta có của cải đấy, có nồi nấu canh đó, có con bò, con heo, có rẫy cà phê gì đấy, có con cái, có công danh. Đôi khi chúng ta có chức vụ gì đó, công danh, tiếng tăm gì đó, và có chính chúng ta là cha là mẹ. Xin cho biết trong bốn chữ xe này cái gì là quan trọng, cái gì là quan trọng nhất? Đó, có người hôn hay là con cái. Gia đình của thầy là con cái là quan trọng nhất phải không? Tại sao của cải không quan trọng nhất? Tuổi cải mất không tìm được, con cái mất thì sao? Cũng đâu có tìm được. Chứ cái gia đình gặp được nó coi chừng. Trong gia đình cái chữ xe này là quan trọng nhất. Trong bốn cái chữ xe đó. Bây giờ suy nghĩ đi rồi tôi sẽ hỏi. Ai trong các thầy cô cho rằng trong gia đình của cải là quan trọng thì đưa tay. Tốt quá, không ai đưa tay hết. Cái gì là quan trọng nhất chứ? Của cải cũng quan trọng, nhưng mà đây đang hỏi là cái gì là quan trọng nhất, xếp theo thứ tự nào mà không ai đưa tay hết được của cải phải không? Cảm ơn, trưa nay đưa hết của cải cho tôi. Trong gia đình của các thầy cô, ai cho rằng con cái là quan trọng nhất xin đưa tay. Rồi, một số người đưa tay rồi. Mấy người không đưa tay là không có tay hay là có tay mà không đưa. Thứ ba, ai trong các thầy cô cho rằng công danh là quan trọng nhất trong gia đình thì xin đưa tay. Không ai đưa tay hết. Rồi, chính mình là quan trọng nhất trong gia đình thì xin đưa tay. À, như vậy là phát hiện ra có một số người không đưa tay à. Mấy người đó không phải là con người à. Là vì không có gia đình hay là thiên sứ hay là gì không biết mà sao không có đưa tay. Trên đây là chúng ta đang nói theo quan điểm của Kinh Thánh nha, chứ không phải theo ý của chúng ta. Khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh, ví dụ như tôi đơn cử một trường hợp. Đây là trường hợp giới thiệu về gia đình của ông Gióp. Kinh Thánh đã giới thiệu về ông Gióp như thế nào? Trong Gióp đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5. Tại trong xứ Út Sơ có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sanh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân đồng phương. Các con trai người hay đi dự tiệc đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. Xảy khi các ngày yến tiệc xong rồi, Gióp sai người đi dọn con cái mình cho thanh sạch
thức dậy sớm dâng của lễ thiêu vì số chúng nó. Vì người nói rằng: dễ thương các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy. Câu hỏi của chúng ta đặt ra khi nãy đó là: cái gì là quan trọng nhất trong gia đình? Và ở đây chúng ta thấy đáp án trong gia đình của ông Gióp, chữ C nào là quan trọng, xếp theo thứ tự nào ở đây? Có phải là con cái không? Xin thưa là không. Trong gia đình ông Gióp, khi nói về ông Gióp, đầu tiên không nói về con cái mà nói về chính ông. Cho nên trong gia đình của ông Gióp, chính ông Gióp là quan trọng, chính bà Gióp là quan trọng, hay trong gia đình cha mẹ là quan trọng. Ông Gióp được giới thiệu ở đây là một người trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Chúa và lánh khỏi điều ác. Nếu trong gia đình cha mẹ không coi mình là quan trọng mà chỉ coi con mình là quan trọng, thì sẽ nảy sinh ra trường hợp sau đây: người cha luôn luôn la con, này không được uống thuốc gì chưa, không được uống bia gì chưa, nhưng mà ông ta thì chưa uống thuốc và uống bia. Con là quan trọng chứ tôi không quan trọng. Hay là có một cô kia đến nói chuyện với tôi liền: anh thấy không, con em đời bây giờ giỏi lắm. Ồ, sao là con em đời giỏi thế? Thì em dẫn nó đi học được, em ngồi em coi cô dạy nó thế nào rồi em về dạy nó đúng như thế. Em dạy nó như thế nào thì ngồi vô cầm sẵn cái cây, đừng sai, đừng sai. Một ngày em bắt nó đừng bao lâu? 2 tiếng đồng hồ. Đứa con là quan trọng. Nhưng tôi hỏi vui: này, hồi xưa đó em bằng tuổi con em á, em có học đàn không? Đã học, em đi chơi không hả? Ủa sao kỳ vậy? Sao bây giờ em bắt nó là, mà đôi khi nó đâu có thích đâu, mà em ép nó phải đời, mà em đánh nó nữa. Mà hồi xưa em còn đi chơi không? Chẳng là gì đó. Nó là quan trọng, em không có quan trọng. Con đi nhà thờ đi, con tin Chúa đi. Còn ông thì thế nào, còn bố mẹ thì thế nào? Có một người kia ngày Chủ nhật nào cũng vậy, thứ bảy đã bắt đầu nhắc các con cháu mình gì: này chuẩn bị nhé, sáng đi nhà thờ nhé. Rồi cháu ông nhỏ nè: cháu đi nhà thờ, đi nhà thờ. Rồi một ngày kia cháu nó lớn hơn một chút mà nó hỏi: ông sao ông bảo cháu đi nhà thờ mà ông không đi nhà thờ? Ông bảo cháu đi nhà thờ tin Chúa để lên thiên đàng, sao ông không đi nhà thờ? Các thầy cô biết ông trả lời thế nào không? Ông trả lời là: ông đi địa ngục. Ông nói thật như thế. Ông không có quan trọng, cháu mới là quan trọng. Như vậy thì ông có làm gương không? Ông có thật sự giúp cháu không? Không. Trong gia đình các thầy cô là quan trọng, trong ban thiếu nhi chưa quan trọng đâu, các thầy cô là quan trọng trước à. Chứ đừng nói là các em. Và điều quan trọng của Gióp là gì? Ông là một người trọn vẹn. Ai ở đây trọn vẹn? Ở đây có ai trọn vẹn không? Nhưng mà trọn vẹn đây là gì? Đức Chúa Trời nhìn thấy và kể ông Gióp là người trọn vẹn. Có ai ở đây không có tội không? Tất cả đều có tội. Nhưng mà qua dòng huyết Chúa Giê-xu thì chúng ta trở nên vô tội, được sạch tội. Như vậy cái chữ trọn vẹn ở đây không phải ông Gióp là một ông thánh, ông cũng có thể vấp váp, ông có thể sai lầm, nhưng mà Chúa nhìn ông Gióp là một con người trọn vẹn bởi tình yêu thương của Ngài, chứ không phải người ta đánh giá ông ta là trọn vẹn. Nhưng mà nhờ đó ông Gióp là một người trọn vẹn, ông ngay thẳng. Ngay thẳng là cái gì? Thành thật, không có biết nói sai, không có dối trá. Có một người kia ở nhà điện thoại tới: con alo. Người kia hỏi: con, ba con có nhà không? Người cha bên cạnh nói gì? Dạ ba con không có nhà. Mà ông sợ sợ. Như vậy thì người đó có ngay thẳng không? Đâu có ngay thẳng. Đứa con nó nhìn thấy là gì? Đứa sao kỳ ha, sao ba mình tự nhiên nói là có ba ở nhà thì có sao đâu, ba nói là không. Ừ, cho nên nó bắt đầu nó để ý. Ba nói là sống hai mặt, có thì nói không, mà không thì nói có.
tới giờ ổng rồi không nghe cả. Cái này con có xấu chữ đó không? Tặng cho người ta cái gì đó, cái này là tốt chứ, cái này là tốt nhất cái này. Nhưng mà trong nhà đứa con nó biết cái tốt hơn có ở trong đó. Còn cái đã đưa ra là cái lỡ mồm lông móng đó, đúng không? Ê, con có căng thẳng à. Rồi, ông Gióp là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Kính sợ Đức Chúa Trời là sao? Không phải là kinh sợ, sợ Chúa như là ông Thiên Lôi. Ơ, Chúa ơi, hôm nay con có đọc Kinh Thánh, Ngài đừng có làm cho con bị tai nạn nghe. Đó là mình kinh sợ Chúa. Đang bình thường như cái bị nhiễm Covid, đi nằm bệnh viện thở không nổi. Chắc là mình có làm cái gì sai cho nên Chúa phạt mình. Như vậy là mình kinh sợ Chúa, chứ mình đâu có kinh sợ Chúa. Người kinh sợ Chúa không nói như thế. Cái này con có kinh sợ Chúa không? Tại sao lại kính sợ Chúa? Chúa thương con kính sợ Chúa. Chúa cứu con kính sợ Chúa. Mà con làm cái chuyện gì thì con cũng kính sợ Chúa, không có nghĩ ra gì Chúa gieo tai họa cho mình. Nhiều người trong chúng ta nghĩ ra gì? Ôi, Chúa luôn luôn theo dõi chúng ta. Lộn xộn là chết nha con. Hôm nay không cầu nguyện mày nhớ nha con. Có chừng nha con. Năm nay nhắm chừng cái rẫy này có được gì không nha con. Có chừng nha. Ta cho chết hết bây giờ nha. Đó là mình kinh sợ Chúa chứ đâu có kinh sợ Chúa. Có một người kia đi thăm, đi thăm tín hữu trong ban thăm viếng, đi thăm tín hữu trong bệnh viện. Ông đã bị tai nạn gãy cái chân, nằm ở năm đi vô thì đem cái thiệp, đem quà rồi nói chuyện. Ông kia mô tả là mình bị tai nạn như thế nào, rồi bây giờ phải bó buồn mà cái này nó lâu lắm á, vì mình lớn tuổi rồi. Nói chuyện đầu tiên là vui lắm đấy, mà cái ông đi thăm viếng mới là mày cuối cùng ổng phán một câu: các anh có làm cái gì đó cho nên Chúa mới làm cho anh gãy chân. Ông kia đó là gì? Mời anh đi về, đừng có đi thăm tôi nữa. Chúng ta luôn luôn nghĩ tất cả những gì xảy ra cho chúng ta đó là gì? Chúa phạt, phải không? Nói vậy là chúng ta kính sợ Chúa, chứ không phải chúng ta kính sợ Chúa. Tại sao các thầy cô đi nhà thờ? Để Chúa điểm danh. Thấy có mặt, vắng mặt là ăn đòn. Thế là mình kính sợ Chúa rồi. Tại sao mình đi nhà thờ? Tại sao mình dâng hiến? Tại sao mình làm này cái kia? Đó là mình kính sợ Chúa, chứ không phải mình kính sợ Chúa. Cho nên ông Gióp kính sợ Chúa. Thậm chí khi ông mất của cải, mất đôi tay tớ gái, còn lại có mấy đứa nó chạy về nó báo tin thôi. Nhà cửa mất luôn, con mất luôn. Ông có kính sợ Chúa không? Ông có nói là Chúa phạt ông không? Không. Cho nên một con người kính sợ Chúa vì Chúa là đấng đáng để mình kính sợ, chứ không phải là vì Chúa làm cái gì cho mình hết. Không phải vì Chúa đưa cái này đưa cái kia rồi mình không phải đó. Rồi sống ở giữa xã hội, một thế giới đầy tội lỗi, ông Gióp là người biết lánh khỏi điều này. Cho nên bốn đặc điểm trong cuộc đời của ông Gióp, bốn đặc điểm này có liên quan đến đời sống của ông, có liên quan đến tâm linh của ông không, có liên quan đến tâm tính của ông không, rất là tốt à. Cho nên bây giờ trong gia đình của các thầy cô, khoan nói đến đứa trẻ, trong ban thiếu nhi các thầy cô khoan nói đến các anh thiếu nhi, chính các thầy cô là quan trọng. Bởi vì nếu ông Gió không có bốn điều này, làm sao ông làm gương cho các con của ông? Nếu các thầy cô không có điều này, làm sao các thầy cô làm gương cho con của mình? Làm sao các thầy cô làm gương cho các em chiếm thiếu nhi ở trong hội thánh? Điều thứ nhì, người sanh được 7 con trai, 3 con gái. Ông Gió đặc điểm đó, luôn luôn có cái số 10. Đây mới nói đến con cái của ông, giới thiệu con cái. Sau khi giới thiệu con cái thì mới giới thiệu đến của cải: 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất là nhiều. Tôi tớ hồi xưa được kể như là của cải, là nô lệ đấy. Bây giờ mới nói về của cải. Ông Gióp có công danh không? Có sự nghiệp không? Có chứ. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Đơn giản, có công danh, có bốn điều.
Nhưng mà khi Kinh Thánh viết thì viết theo thứ tự ông Gióp trước, con ông Gióp, của cải ông Gióp và công danh của ông Gióp. Trong bốn điều này các thầy cô đang có cái gì? Có chính mình, đúng không? Có con cái không? Có con cái. Có của cải không? Có người nói là tôi nghèo lắm, nghèo cũng có một chút. Có công danh không? Cũng có thể không có, không sao hết. Nhưng mà như vậy thì rõ ràng trong gia đình của chúng ta là những người làm cha làm mẹ, điều nào là quan trọng nhất? Chúng ta sắp xếp lại theo thứ tự. Thứ nhất, chính chúng ta là quan trọng nhất. Thứ nhì, con cái chúng ta là quan trọng tiếp theo. Nói cách khác, trong gia đình chúng ta, con người là quan trọng nhất. Rồi mới nói đến của cải, mới nói đến công danh. Tại sao những em thiếu niên có lẽ bỏ nhà ra đi? Có một em thiếu niên bỏ nhà ra đi đã kể lại câu chuyện. Khi gia đình của em mua được một cái xe gắn máy mới, nhưng mà không phải là mới lắm đâu, là cũng sai một thời gian, dùng một thời gian rồi. Nhưng mà cha em thì giữ rất là kỹ, lau chùi xe, rửa xe rất là cẩn thận, và có lẽ là gì, rất là thích thú với cái xe đó, quý lắm. Một ngày kia em lấy xe đi, bình thường thì nó đi tốt lắm, nhưng bữa đó gặp tai nạn, máu chảy, xe bị trầy, dẫn xe về nhà, nói nhà là ôi mình bị tai nạn. Người cha chạy ra và la lên, cái xe có sao không? Cái xe trầy hết trơn hết trọi rồi, ôi là như nọ. Mà con mình thì máu chảy tùm lum, là không phải là con có sao không, mà hỏi là cái xe có sao không. Chứ con nó suy nghĩ gì, cha mình coi cái xe quan trọng hơn gì. Họ bắt đầu quan sát trong gia đình, cha mẹ chú ý đến vật chất nhiều hơn. Con cái không quan trọng lắm, cũng có, cũng luôn đấy, nhưng mà luôn luôn cằn nhằn, luôn luôn coi trọng cái xe, luôn luôn coi trọng những cái gì thuộc về vật chất, nhưng mà không có hỏi thăm đến cái đời sống của con mình. Và một thời gian sau nó bỏ nhà đi. Tại sao? Đụng vô cái gì cũng bị la hết. Cái này có sao không, cái kia mày dùng như vậy á, mày làm hư cái này kia nọ á. Cái đó là quan trọng, của cải là quan trọng, còn con cái không quan trọng. Cái đó nó bỏ nhà nó đi. Tôi mong rằng đây không phải là chuyện xảy ra trong gia đình các thầy cô. Và các thầy cô cần nhận ra là gì? Tôi quan trọng, và con tôi cũng là con người, nó cũng rất là quan trọng. Hãy xem trong gia đình con người có giá trị nhất, chứ không phải con người không có giá trị. Mà nếu con người là có giá trị thì tôi hỏi các thầy cô có lo cho con người không? Có lo cho con người, cho con em của mình không? Có lo cho chính mình không? Ngày hôm nay các thầy cô có thể lo cho nó đi học, tốt. Các thầy cô cho nó ăn uống đầy đủ, tốt. Nhưng có hai điều mà các thầy cô cần phải chú ý, đó là các thầy cô có lo cho tâm linh của mình và con của mình không? Chúng ta chỉ nói về vấn đề tâm linh ở nhà thờ, nhưng mà ở gia đình chúng ta không nói gì về vấn đề tâm linh. Đó là một thiếu sót rất là lớn, rất là trầm trọng ở trong hội thánh của chúng ta ngày hôm nay. Không phải ở vùng cao hay ở vùng xuôi cũng vậy. Cha mẹ con cái ở nhà không đọc Kinh Thánh, không cầu nguyện, không theo dõi những cái chương trình để mà bồi bổ tâm linh của mình, và chỉ đi đến nhà thờ gặp Chúa Giêsu vào ngày Chủ nhật, sau khi hát tôn vinh một sư chúc phước thì bye bye Chúa, con về tuần sau mình gặp lại nghe Chúa, rồi mình đi về mình sống sao đó mình sống, rồi tuần sau mình lại đi đến nhà thờ, hello Chúa hôm nay ngày thế nào, con khỏe, mình vô đây rồi mình ca ngợi Chúa, mình nghe giảng, rồi sau đó là gì, bye bye Chúa, con về tuần sau gặp lại. Và khi mình về nhà mình có gặp Chúa Giêsu không? Mình có dính dáng gì đến lời Chúa không? Không. Như vậy thì thế hệ tiếp theo sẽ như thế nào? Sẽ giống như chúng ta nếu chúng ta không chịu thay đổi. Cho nên các thầy cô khi trở về nhà cần làm điều gì? Chúng tôi có những chương trình giúp cho hội thánh, cho các thầy cô. Khi Covid xảy ra, khi mà chúng ta không đi đến nhà thờ thì chúng tôi có những chương trình đó. Ví dụ như chương trình cả nhà học lời Chúa. Ở đây ai là những người cho con mình học chương trình cả nhà học lời Chúa?
trên YouTube cả nhà học lời Chúa đã học xong sách mát rồi. Bây giờ chúng tôi đang chỉnh sửa và ra lại tất cả để hoàn thiện. Tuần vừa rồi là bài đầu tiên. Giang bắt tiếp có ghi lên đó để mà mở ra, yêu cầu các con ngồi đây nè, mở lên mình nghe nha, có nửa tiếng thôi, ngắn gọn lắm nhưng mà ít người lắm, có 200 người đi vào để mà xem thôi. Nhưng nếu mà tôi bỏ một bài hát 20.000 người mà xem, bây giờ thì chứng tỏ là chúng ta thích nghe hát hơn là thích nghe lời Chúa, đúng không? Chúng ta thích giải trí mà không thích nghe lời của Chúa. Có một phụ huynh kia nói với tôi là gì? Ơi anh ơi, con quen tối nào nó cũng xem cả nhà học lời Chúa. Tốt chứ. Mà nó xem như thế nghĩa là sao? Là nó phải làm xong hết mọi việc mới được xem, không thì không được xem. Đúng chưa? Lời Chúa là tự do đấy, mà bây giờ trong nhà lại làm một cái áp lực là phải chu toàn hết thì mới được xem, thì cũng được đấy. Mà nó luôn luôn xem, dạ luôn luôn xem. Thế nó xem với ai? Dạ nó xem một bên. Như vậy thì tôi phải biết cái đề tài là một mình học lời Chúa, chưa biết cả nhà học lời Chúa là gì. Cha không thèm hồ với nó mà không.